Rồi, chào các bạn và mọi người nha. Kinh vô địch của nữ Cờ Nhung 2020 tại Sóc Trăng. Thì năm nay chỉ là đội nữ mình tiếp tục giữ thêm cái ghe đó nữa nha các bạn. Còn ghe bên đây, ghe mới này thì chỉ dành cho đội nam, là nghệ nhân là Danh Tùng đóng. Cái này là lên quay nhân là đã hoàn hảo thành phẩm luôn nha các bạn. Do nghệ nhân
Cái hoa văn quá độc đáo và lung linh, rất đơn giản nhưng mà phối màu đẹp nhất. Nét hoa văn này thì nó khác với nét hoa văn nhà cũ luôn nha các bạn, hoàn toàn là mới hết luôn, ghe mới và nét hoa văn mới luôn đúng không? Thi đấu thôi. Đó, cái ghe cà nhung nữ, nữ của cà nhung đây. Con này kia đang sẵn hết rồi các bạn. Thì bây giờ mình cứ chờ ngày là tới ngày là sẽ đẩy xuống hạ thủy và mình sẽ đem qua bên Sóc Trăng và tỉnh bạn đó để mình thi đấu cho đội nữ của cà nhung. Nhà đương kim vô địch của chúng ta sẽ dự lễ tại Sóc Trăng 2022. Thì không có sơn lại luôn các bạn. Của cà nhung của chúng ta là không có sơn lại, vẫn để nguyên hình cũ luôn nha. Tại vì chùa cà nhung mình lo cái ghe mới rồi, nó cũng hết chi phí các bạn, chi phí cũng rất cao, cho nên là ghe cà nhung của chúng ta ghe nữ thì không có sơn lại, nhưng mà vẫn còn mới nha các bạn. Mình đi thêm một cái viền đậm hơn nữa hả ta, xanh đậm hay là đen vậy? Đen luôn hả? Đang đi dặm một kế đó là cái lằn đèn đó nha. Cái nét này nữa là kết thúc luôn chưa? Nét này là nét cuối đấy ha các bạn. Đây ha, cái nét cuối là nét đen này. Wow, đúng rồi, quấn cái nét đen đó, nó mới gà cái bóng luôn rồi, nó mới thấy cái chiều sâu ha. Hay, đúng rồi đó, giờ mới thấy nè. Nó mới ra cái chiều sâu các bạn, chính xác luôn. Nếu mình không quấn cái đó thì nó
là cái bóng đó các bạn. Nó ra một cái bóng bên kia nè. Đây là cái này mình chưa có lên cái màu đen này, các bạn giờ không thấy ra cái bóng này thấy không? Đó, rõ ràng thấy không? Được chưa? Đây, tại vì ở đây nó vậy, nó hơi tối nha các bạn. Đâu các bạn, ra cái bóng đó đây, các bạn thấy không? Đó, mấy cái chỗ đó thì nó chưa có ra cái bóng ra nè. Em tô vô cái là các bạn thấy sẽ ra cái bóng liền, nó ra thấy không? Nó ra cái chữ nó dày lên đó các bạn, thấy cái độ nó dày vậy. Như cái mình viết chữ qua, mình viết chữ nó chữ in đôi đó các bạn, nó đẹp. Cái này mà sáng ở xa mình dòm vô nó rất rõ nha các bạn. Cái chiều cái chữ như vậy mình lên mình thấy rõ nè, gọi là ngày chưa là các bạn thấy không, bởi cho nên nó mình không có thấy cái chữ như vậy ra thôi. Lung linh cái nhà mới này thì được rồi, thì mình cũng có nghe chia sẻ thì nó dài hơn cái ghe đun chôm du lịch của nữ cà nhung của chúng ta, nó dài hơn một tí nữa bạn, đẩy lú ra tới ngoài luôn. Đây, những cái bóng đèn đen nè, nó sẽ ra cái bóng nha. Tới xương gà tay luôn nè các bạn.
mới điền nước à, giảm thêm một nước nè. À, cái đó là sư giảm lại cái xanh đó nha các bạn. Như mình mới đi có một nước đó, nó chưa có đủ, nó còn trắng trắng nè. Để sư điền nước này nữa là điền luôn. Tại đây nha các bạn, thì mình cũng chia sẻ cho các bạn xem thì hôm nay chùa Bà Nhung mình đã lên quay văn hoàn thành chiếc ghe mới rồi, dân tộc đó đã nhận nhân nghĩa thì em danh thành đạt đã nhận trách dễ nha.